đây chiếu này để cô cháu có thấy không? Anh đang đứng chờ để rút đó. Da gà chiên tròn, cái này chiên vừa vừa. Da một trăm sụn xong chị xong tới em của em là ba nhớ chị thì 30k một lạng, cũng như là tép mỡ là 30.
chị làm cái bảng báo giá luôn này, nên là cô chú chị đi. Còn phía bên này đó có đặt hàng qua app Now nha.
Hai vợ chồng anh chị với cô này làm ẩm thực đường phố thì em cố gắng chia sẻ các món ăn đường phố của Sài Gòn trong cái thời gian tới, đặc biệt là hôm nay đi ngang qua đường Tân Hòa Đông là ngôi chút Tân Hòa Đông phường 14 quận 6, cái địa chỉ chúng ta đó là 112B Tân Hòa Đông, Thảo Tính nha, da gà chiên Thảo Tính của anh chị. Chị cắt da gà. Cô chú chị nếu mà đến không được á, không đi được thì cứ gọi điện cho chị. Chị xin gà.